Tôi là chỉ là một người bán vé số thôi. Bán vé số? Đâu liên quan gì đâu. Bán vé số? Vậy thằng nhỏ này kêu chị là cái gì? Mẹ. Bằng mẹ nó kêu ông này bằng cái gì? Ba. Trời ơi đi trước. Ba kìa, ba kìa, ba kìa. Mẹ ơi, cái thùng rác còn mới, ai đem bỏ uổng, phung phí quá. Ba. Vô nhà đi con. Ba. Hả? Con kêu ai bằng ba? Ba. Thằng này trời nắng quá nó bị sảng rồi, đợi lấy nước cho con uống. Uống nước đi con. Cái gì con? Ba. Ba nóng không sẵn rồi hả? Ba. Ba khùng hả? Thôi xuống ngọn đây em mới có chuyện muốn nói nè. Chuyện gì vậy? Em mới qua nhà ông Tư hàng xóm, biết một tin động trời luôn. Tin gì vậy? Biết chú Năm không? Chú Năm bây giờ ở đâu lòi ra một ngụm con 5-6 tuổi gì đó, bây giờ nguyên một nhà ở bển đang dí nhau chạy vòng vòng luôn. Yeah. Động trời cơ. Cái thùng rác cũng mới ghê á. Cái thùng rác của ôm, cái thùng rác hoài à. Tối ngày cứ ôm cái thùng rác. Nãy giờ nghe em nói gì vậy? Nói gì? Trời ơi là trời. Em nói là chú Năm á, ở hàng xóm mình á, là bây giờ có một mụn con 5-6 tuổi gì rồi. Vậy hả? Ừ, bây giờ lội ra, bây giờ nguyên một xóm đồn rùm lên hết trơn luôn. Mà anh thấy lạ không? Chú Năm hồi xưa đến giờ hả, là đi làm xong rồi về nhà ngoan ngoãn vậy đó, tự nhiên bây giờ ở đâu lòi ra đứa con. Kỳ lạ không? Vậy hả? Ừ. Ngộ ta. Nhìn tưởng hết xí quách mà sao ngon quá ha. Ngon cái gì mà ngon. Bây giờ lòi ra đứa con nè, nguyên một xóm đồn hết nè. Không biết sao mà nhìn mặt người ta đó chứ ở đó. Ông này cũng hay ta. Ông hết xí quách, không làm được. Mình chưa hết, mình muốn rụng nụ rồi. Phải học hỏi ông mới được. Ê. Hả? Đừng có nói với tôi nghe. Ông bán cà phê ở nhà nha, mà mốt lòi ra một bụng con nha. Chứ cái gì vậy chưa, nghe chưa? Tôi mệt bà quá. Thời gian tôi đi lượm rác còn không xong, thời gian đâu mà có con. Ai mà biết được. Nhìn cái mặt mày sáng láng, tối ngày đi lụm thùng rác, hiểu nổi luôn. Ông mà lén phén với ai nghe chưa, ông coi chừng tôi nghe không? Nghe không? Rác rồi đó. Trời ơi. Mình đúng là phù thủy tái chế. Những đồ thừa của loài người dưới tay mình đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Sống ảo cái cài. Ba. Ai ba? Ba. Nhìn ánh mắt của con, chưa biết con thiếu thốn tình cảm. Lại ôm ba. Yêu thương quá. Ê! Mộng Thường. Nó mới gọi em là cái gì? Ba. Ba. Hả? Ê, bà có con Mộng Thường kìa. Trời ơi, ông đang nằm làm gì vậy? Liệt giường liệt chiếu rồi đó, chắc bị vợ quýnh đó. Chắc vậy mà. Trời ơi, đây nè, tôi nghe nói hả, cái quán cà phê này ổng ở nhà vậy thôi vậy mà hả, có đứa con bị lớn vậy nè bà. Bởi bà không, bây giờ không có tin được đâu bà ơi, là bộ sợ vợ vậy thôi chứ ghê lắm á. Bởi vậy hả? Thôi mấy ông đàn ông mà sợ vợ hả cũng chẳng làm được cái trò trống gì đâu bà ơi. Ôi có sao không vậy Mộng Thường ơi? Đi hết nổi hả? Mấy bà nhiều chuyện vừa phải đây nha, tối ngày ăn cơm nhà nói chuyện người ta không à, đi chỗ khác chậu bây giờ. Trời ơi, nó ăn bặm chứ mà con chưa sợ nó không giữ nè. Không giữ mặt bằng bây giờ nói chuyện người ta. Ai cho ông bước qua khỏi cái gạch này hả? Nè, ông mà bước qua một lần nữa nha, tôi chặt que vào ông đó. Còn nữa, khi nào mà ông làm rõ cái mối quan hệ giữa ông với cái thằng nhỏ đó thì tôi mới tha cho ông, nghe không? Ông nên nhớ là trong cái gia đình này, bây giờ thân phận của ông là cái gì? Ô xin. Biết thân biết phận vậy là tốt, nghe chưa? Xí có ý kiến không? Ý kiến gì? Ô xin cũng phải cho đi tắm rửa ngứa quá. Muốn tắm đúng không? Để tôi vô tôi lấy xô nước với cái khăn ra đây cho ông tắm tại chỗ. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật ngày kia tôi tắm tiền. Em ơi, đói bụng quá à. Ăn cái trứng gà đó đi. Trời ơi. Alo, Thiên Tài hả? Chú giúp anh một chuyện nha. Ăn lại đi anh, trời ơi, còn ngắt ngắt ra nữa. Bà về là chết em á. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Rồi 40.000. Tiền gì nữa? Tiền phở, em mới trả góp 10.000 à. Trời ơi, chú giúp giùm anh đi, anh làm gì có tiền. Trời ơi, em cũng đâu có tiền đâu anh ơi. Mấy ngày nay anh bị nhốt đây, đâu có ra ngoài, đâu có đồng bạc cát nào, anh khổ quá mà. Ủa vậy là khổ hả? Ừ. Chưa đâu anh, cái bà sư tử nhà anh á, bà dán thông báo đầy cái khu phố luôn rồi. Ai mà tiếp tế đồ ăn cho anh cũng chết luôn. Trời ơi. Vậy từ đây thì sao? Ra đường anh dám nhìn ai nữa đây? Ủa chứ giờ anh ra đường anh có nhìn ai đâu, anh toàn nhìn thùng rác không à. Anh khổ quá, chú còn dèm pha anh nữa. Khổ vậy chưa đủ đâu anh. Gì nữa? Bây giờ anh là cái chủ đề bàn tán của các bà vợ hù chồng mình đó. Trời ơi. Còn đâu một mộng thường quy dũng ngày nào đây. Thôi ăn lẹ đi, bây giờ em chuồn đây nè. Lát anh ăn xong á, anh nhớ phi tan nha. Phi tan sao? Đợi đi, anh ăn xong anh cắt giùm anh cái tô mũ này đi. Thôi em sợ quá lắm. Anh cố gắng anh ăn luôn cái tô đi. Anh đi. Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè. Ba hả? Trời ơi, chú nấu với con rồi, chú không phải là ba của con. Chú là Thường, Mộng Thường. Ba. Trời ơi, đâu rồi, chưa đủ đâu. Ba cứ coi cái bao hoặc mã hoài vậy. Chú là Thường, Mộng rất bình thường. Ai? Ba. Trời ơi. Ngon ha. Canh lúc tôi vắng nhà cha con đoàn tụ ha. Em ơi, hiểu lầm, đó không phải là con của anh. Không có nói nhiều, bữa nay tôi sẽ cho ông chết. Hiểu lầm à, Con có sao không? Con đi đâu mẹ kiếm con quá trời à. Ngon ha. Dám dẫn con bồ nhí nén phén bấy lâu nay về tới nhà luôn hả? Chị ơi, đừng hiểu lầm chồng chị. Tôi là chỉ là một người bán vé số thôi. Bán vé số? Đâu liên quan gì đâu. Bán vé số? Vậy thằng nhỏ này kêu chị là cái gì? Mẹ. Bằng mẹ nó kêu ông này bằng cái gì? Ba. Trời ơi, đi trước. Ba kìa, ba kìa, ba kìa. Cô có thấy chồng cô thường hay sửa thùng rác không? Đúng, vậy thì sao? Tại vì con tôi nó ra đường nó thấy ai sửa thùng rác nó cũng kêu lần ba. Ông Nam hàng xóm ông cũng rơi thùng rác, nó cũng gọi ông là ba, nên bị vợ ghen quá trời. Ủa sao kỳ vậy? Lúc trước ba nó còn sống, ba nó làm nghề sửa thùng rác, nên con tôi tới ra đường nó thấy ai sửa thùng rác nó đều gọi bằng ba. Ba. Ông ấy không phải ba con đâu, ba con đã chết rồi. Đi về con. Chị ơi. Chị. Còn nhiều vé số không? Thường. Hả? Mua hết nghe chưa? Dạ. Mọi việc đã sáng tỏ. Em cảm thấy thương anh chưa? Em cảm thấy tội cái người chồng của em chưa? Biết rồi, đừng miếu nữa mà. Thôi, giờ như vậy, đi vô tắm rửa sạch sẽ, xong ra xách xô nước, lau sạch cái vệt sơn này cho em ha. Rồi xong á em cho anh tung tăng thoải mái, chịu không? Cảm ơn vợ. Và kể từ giây phút này á là công việc ô xin của anh sẽ kết thúc. Vậy hả? Đói bụng rồi phải không? Em vừa nấu phở cho anh ăn nha. Thôi khỏi, mới nãy ăn hết tô phở rồi. Hả? Phở ở đâu ông ăn? Hồi nãy tôi có cho ông ăn đâu hả? Ông giếm tiền tôi để mua phở đúng không? Không phải. Đúng không? Trời ơi, Mộng Thường mới là Mộng Thường. Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi là niềm không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau, mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu ta muốn say cũng phải thương.